xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợi nghe các bạn. Thì hôm nay lợi nói về hàm số chẵn lẻ, thì các bạn cần nhớ cái khái niệm hay còn gọi là định nghĩa của nó. Định nghĩa nè, thì thứ nhất cho hàm fx nè có tập xác định là d, hiểu chưa? Thì muốn hàm số chẵn nha, hàm số chẵn thì các bạn cần nhớ khi và chỉ khi với mọi x thuộc d suy ra trừ x cũng thuộc d, và fx bằng f của trừ x, được chưa? Tiếp theo, hàm số lẻ khi và chỉ khi với mọi x thuộc d suy ra trừ x thuộc d, và fx bằng trừ f trừ x. Ok chưa? Vậy để xác định hàm chẵn hay hàm lẻ, ta cần thứ nhất tập xác định, thứ hai ta phải xác định được x thuộc vào d thì trừ x cũng phải thuộc vào d. Muốn hàm chẵn thì ta phải chứng minh fx bằng f của trừ x, còn muốn hàm lẻ thì ta phải chứng minh fx bằng trừ của f trừ x. Và các bạn cần nhớ hàm chẵn thì nhận trục, nếu đồ thị nha các bạn, đồ thị thì các bạn nhớ hàm chẵn nhận trục ô y làm trục đối xứng. Nếu hàm lẻ dựa vào đồ thị thì nhận ô là góc, là tâm đối xứng. Tâm đối xứng. Ok chưa? Các bạn cần nhớ điều này để làm những cái bài liên quan về đồ thị. Bài D, fx bằng x trừ 5 chia x trừ 1. Thì đây là dạng phân số, thì phân số có nghĩa khi mẫu khác không. Vậy bước 1 tập xác định D bằng R, hiểu đi này khác không, hiểu đi 1. Vậy với mọi x thuộc vào D thì suy ra trừ x thuộc vào D. Thì ở đây các bạn nhìn thấy rằng nếu x bằng trừ 1, nếu x bằng trừ 1 thì mình sẽ không tồn tại của trừ x là trừ của trừ 1 là 1, không thuộc vào D. Vậy cho thấy hàm này không có tính chẵn lẻ, được chưa? Không có tính chẵn lẻ. Ok chưa? Tương tự bài E, fx bằng 3x bình trừ 2x cộng 1, thì tập xác định của hàm đa thức là D bằng R. Vậy với mọi x thuộc R thì luôn luôn có một cái trừ x cũng thuộc R. Vậy f của trừ x, thằng nào có x các bạn thay bằng trừ x, vậy 3 trừ x tất cả bình trừ 2 nhân trừ x cộng 1 bằng, thì mũ chẵn mất dấu trừ, vậy là 3x bình trừ thành cộng 2x cộng 1. Và các bạn kiểm tra thằng này với cái thằng này có giống nhau hay là đối của nó hay không, thì khác fx. Các fx suy ra hàm số không chẵn cũng không lẻ. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn.